Chào mừng bạn đến B-Buy Store, thế giới xe của bé ha. Hôm nay mình xin giới thiệu dòng scooter mới. Dòng scooter này là nó có cũng là dạng có hai bánh trước và một bánh phụ phía sau. Nhưng mà nó khác biệt ở một chỗ là dòng scooter này, hai cái bánh này mình có thể linh hoạt được, mình có thể ẹo qua, nó rất là linh hoạt ha. Quẹo, bẻ lái rất là linh hoạt, rất là linh hoạt so với dòng scooter mà có hai bánh ở phía trước. Thì những cái dòng scooter mà hai bánh ở phía trước cũ á, khi mà bạn muốn bẻ lái á, là bạn phải nghiêng cái xe này qua và bạn dùng một lực rất là mạnh thì lúc đó rất là nhiều, thì lúc đó cái xe nó mới nghiêng được và có thể bẻ lái được, và rất là khó khăn cho những cái bé nhỏ khi mà mới lần đầu chơi. Nhưng đối với xe scooter này, bạn chỉ cần nhẹ qua một cái là bánh xe nó đã tự động nghiêng xoay trái xoay phải rất là nhẹ nhàng. Đây bạn coi cái bánh của nó sẽ được gắn với một cái trục. Đây hai bánh này nó nhau và đi rất là nhẹ nhàng ha. Và xe scooter này nhìn chung tổng thể của nó là được sơn rất là đẹp, nước sơn rất là đẹp, chắc chắn bánh xe cũng rất là chắc chắn. Khung ở trên, khung ở dưới sẽ là bằng sắt, bằng sắt rất là cứng cáp này, bằng sắt. Và cái ốp ở trên là nhựa rất là an toàn ha, nhựa chắc chắn. Phần phía sau là hai bánh phụ nhỏ, và hai bánh này rất là trơn. So với một số dòng scooter mà mình bán trước kia thì hai bánh phụ này á, mình quay nhẹ nó không chịu, nó sao mình khi mà chưa dùng một ngón tay mình quay á thì bánh này nó chỉ nhích đi một chút thôi, nhưng mà khi đối với cái dòng scooter này mình chỉ cần đi nhẹ thôi mà bánh phụ này rất là nhanh ha, rất là trơn tru. Đây thì cũng có một hệ thống thắng giống như vậy ha. So với cái phiên bản dòng phiên bản cũ mà hai scooter hai bánh phía trước thì xe này cải tiến hơn rất là nhiều, và mẫu mã cũng rất là đẹp. Và xe này thì có 3 nấc. Đây, mức 1, mức 2, mức 3. Và tầm chiều cao của nó thì tầm khoảng là 80 đến 85 cm cao nhất. Các bạn ha. Rất là ok. Xe này thì mình có khoảng 3 màu: xanh, xanh lá, xanh dương, hồng nha các bạn. Thì xe này có thể gấp xuống được mà, mình chỉ cần nhấc cái tay lái lên một chút mà mình gập nó xuống, giống như các loại xe scooter thường bình thường khác. Đây gập lại rất là gọn gàng, xe rất là nhẹ nha.